vị khách hàng, quý nhà đầu tư cùng các bạn đồng nghiệp thân mến. Lần đầu tiên cho phép tôi được thay mặt công ty cổ phần New Vision cùng với cổ đông chiến lược Vinpearl xin được gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị khách quý, các nhà đầu tư ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu ngày cuối tuần, ngày chủ nhật của các quý vị, là thời gian mà quý vị dành cho gia đình, cho những phút giây xuân vầy đến với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn, một ngành kinh tế phát triển bền vững mà còn là cầu nối để mọi người tiến lại gần nhau hơn, để quảng bá hình ảnh của một đất nước đến bạn bè năm châu và thế giới. Khi nhắc đến Singapore thì chắc hẳn là quý vị cũng như tôi, ai cũng nghĩ ngay đến Sentosa, đến Marina Bay Sands là một biểu tượng của quốc đảo Singapore. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, một nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, Việt Nam của chúng ta đã xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, du lịch của chúng ta đã có những bứt phá trong những giai đoạn vừa qua. Có nghĩa là quý vị cũng phải thừa nhận với tôi điều đấy. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa thực sự có một cái sự bứt phá thực sự để xứng đáng với tiềm năng của chúng ta, để chúng ta có thể có một bệ phóng đưa Việt Nam của chúng ta sánh ngang tầm khu vực và thế giới. Và du lịch Việt Nam đang rất cần một khu phức hợp xứng tầm, một nơi có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của du khách, một nơi mà những kỳ nghỉ không chỉ là những phút giây thoải mái với gia đình mà còn đem đến những trải nghiệm rất là tuyệt vời và đáng nhớ cho tất cả các quý vị du khách. Và cũng vì lẽ đó, Grand World được ra đời là một sứ mệnh cao cả của mình. Như quý vị cũng đã biết, từ lâu, quốc đảo Phú Quốc của chúng ta là một trong những điểm du lịch thu hút khách bậc nhất, với bãi dài Thanh Sơn được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, với khu tổ hợp nghỉ dưỡng Vinpearl với tất cả các tiện ích bao gồm Safari, khu vui chơi giải trí, sân golf, bệnh viện Vinmec và tất cả những cái hoạt động mà chúng tôi mang đến cho du khách. Và đặc biệt là casino, Corona là một casino lần đầu tiên được cho phép người Việt vào chơi, như một cái gọi là sự kiện đã đem lại một cái tiếng vang lớn trên thị trường và một sự kiện lớn cho ngành bất động sản, bởi vì minh chứng trong những giai đoạn vừa qua, tất cả những tài sản nằm cạnh casino đều có sức gia tăng phi mã. Sự ra đời của Grand World chính là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của đảo ngọc Phú Quốc khi sở hữu một hệ sinh thái vui chơi xứng tầm thế giới. Với Grand World, Phú Quốc đã trở thành một thiên đường du lịch với các hoạt động giải trí, lễ hội diễn ra thường xuyên. Du khách sẽ lạc vào một thế giới được trải nghiệm những điều mới mẻ và kỳ thú đúng nghĩa, và chúng tôi gọi đó là Wonder World. Và không chỉ mang đến cho khách hàng kỳ nghỉ trọn vẹn, mà Grand World đã mở ra một cơ hội đầu tư cho những khách hàng thông thái với những sản phẩm ưu việt, mà chúng tôi tin tưởng rằng Grand World sẽ là kênh đầu tư an nhàn, an toàn và hiệu quả cho tất cả các nhà đầu tư. Một lần nữa, chúng tôi xin mời các quý vị hãy cùng khám phá xứ sở du lịch với điều kỳ diệu mang tên Grand World cùng với chúng tôi, và chân thành cảm ơn các quý vị đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay.